có 3 loại hình giáo dục. Thu nhập thì có 3 loại. Thông minh tài chính là mình phải biết chuyển từ thu nhập sức lao động sang thu nhập thụ động và thu nhập từ danh mục đầu tư. Tài sản là những thứ cho tiền vào túi của mình, còn tiêu sản là những thứ rút tiền từ túi mình ra. Nếu như bạn muốn giàu có về tiền bạc, bạn phải được dạy nhiều về tiền bạc. Nhưng rất tiếc hiện nay trên thế giới có rất nhiều trường đại học nhưng không trường nào dạy về làm giàu cả. Đối với tôi, cái nền giáo dục mà quan trọng nhất giúp cho con trẻ thành công trong cuộc sống đó là nền giáo dục tài chính. Trong tất cả các loại giáo dục thì giáo dục tài chính thì thực sự là rất là quan trọng đối với lại cá nhân của gia đình mình, cá nhân của mình. Và cũng quan trọng hơn nữa là khi cho con trẻ sớm được tiếp cận với lại giáo dục tài chính. Chương trình giáo dục tài chính cho con trẻ thì rất thiết thực. Các bậc cha mẹ cũng như là các bạn trẻ hãy có một cái tư duy về giáo dục tài chính cho con trẻ từ sớm để cho con phát triển cái nền tảng vững chắc hơn. Tôi rất là vui mừng và thúc vì được cùng con học và được tham dự cái chương trình. Ở cái tuổi trẻ các con cũng đã được học về tài chính, thì đây là cái bước bản lề để chuyển lên để các con có những cái phương pháp để làm việc để được tự do tài chính. Khi anh em chúng ta đã tiếp cận được với lại một cái môi trường giáo dục rất tốt như thế này rồi thì chúng mình cũng nên là chia sẻ đối với lại gia đình, đặc biệt là con trẻ. Qua cái buổi trải nghiệm ngày hôm nay đấy thì là cũng nhờ một người thầy, một người thuyền trưởng đã giúp gia đình cá nhân Hưng và gia đình Hưng, và đặc biệt là đối với con trẻ hiểu và có cái định hướng về sau này các cháu muốn trở thành ai và như thế nào.